Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Siêu bão số 6 sau khi hoành hành và tàn phá đất nước Philippines cách đây khoảng 2 ngày, thì di chuyển tiếp theo về phía Tây Bắc, tiến vào vùng biển Hoa Đông. Sau đó, cơn bão đã mạnh lên và đổ bộ vào vùng bờ biển phía đông Trung Quốc khiến 7 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề, bao gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải. Quận đồng đầu thuộc thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14 và từ 105 đến 160 km/h, giật cấp 15, cấp 16, biển động dữ dội. Tại vùng biển phía đông bắc của đồng đầu, tỉnh Chiết Giang vào lúc 4h15 rạng sáng hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở 17,5 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, bán kính gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 khoảng hơn 200 km tính từ tâm bão. Cơn bão số 6 kèm theo mưa lớn dữ dội đánh sập một nhà giàn SD của công ty dầu khí Trung Quốc, rồi tiến vào đất liền. Tiếp tục có lốc xoáy gây sạt lở, khiến cho 5.800 ngôi nhà bị phá hủy. Cơn bão tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở nuôi thủy sản của người dân trong vùng bị san bằng chỉ trong tích tắc. Đến trưa qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, các giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân thiệt hại do bão số 2 gây nên tới 17 người và 25 người khác bị thương, trong khi 11 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại 3 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất do cơn bão gây ra. Hiện có ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại 3 tỉnh này. Gần 14.000 người vẫn lưu lại các trung tâm sơ tán và hơn 23.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra khi đổ bộ vào Trung Quốc. Bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực của các tỉnh. Hơn 3.000 ngôi nhà cũng bị hư hại, bị phá hủy hoặc bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 6 gây ra đối với ngành nông lâm ngư nghiệp tại mỗi tỉnh là nặng nề nhất, với tổng trị giá lên đến 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến nó mang theo mưa to, gió lớn. Ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được là từ 350mm đến 550mm xuống khu vực các tỉnh phía Đông và Đông Nam Trung Quốc. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch tại các thành phố Cảng Thanh Đảo, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang. Toàn bộ các địa điểm du lịch đều phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ. Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường sắt và xe buýt đã ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, quân đội, cảnh sát và nhân viên chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn, nhằm ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhằm để khắc phục hậu quả từ cơn bão. Theo ước tính, khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Một chiếc xe buýt đã bị cuốn phăng xuống sông ở khu vực ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc khiến ít nhất 300 người thiệt mạng và 101 người mất tích. Các nhà chức trách cho biết, 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu. Ở tỉnh Tây Sơn, lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm nguy hại 190 ha đất nông nghiệp. Tổng cộng khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra, bởi lượng mưa lớn gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Mạng truyền hình quốc tế Trung Quốc đưa tin, các ngôi làng bị nước lũ tràn vào khiến người dân mắc kẹt và gây ra sự cố vỡ đập. Cảnh quay từ trên cho thấy, trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi, để lại đường ray treo lơ lửng trên không. Một số phần của bức tường xung quanh thành cổ Bình Giao được UNESCO xếp hạng cũng bị xói mòn. Thông tin chi tiết về thương vong hoặc thương tích vẫn chưa được công bố. Tờ Hoàn Cầu Thời báo tuần trước đưa tin rằng, 4 cảnh sát đã thiệt mạng do một trận lở đất. Trong số hơn 400 hoạt động khai thác bị đình chỉ thì có 60 mỏ khai thác than. Trung Quốc lại đang trải qua tình trạng thiếu điện trầm trọng do thiếu than và giá cao kỷ lục, khiến các nhà chức trách yêu cầu gia tăng sản lượng than ở các khu vực khai thác trong nước. Truyền thông nhà nước đưa tin, 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết, mực nước sông Phè Nhè đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày ở khắp tỉnh Sơn Tây, trong 12 tiếng từ đêm đến sáng, ghi nhận một mức trung bình từ 31,3mm đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh. Trong đó, 18 thành phố ghi nhận lượng mưa trên 250mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm,
gấp 7 lần so với mức trung bình của cùng kỳ năm 2021. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có thêm mưa và thời tiết lạnh hơn. Hanan, một người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin thiên tai cho biết, phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở Hà Nam hồi đầu năm nay, nhưng tác động không tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết, mối quan tâm hàng đầu của Hao đối với Sơn Tây là thời tiết lạnh giá đi kèm. Ông Hao nói, trận mưa xối xả ở Sơn Tây là đợt mưa bất thường thứ 3 trên diện rộng ở miền Bắc Trung Quốc trong năm nay. Hơn 300 người ở Hà Nam đã thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng hồi đầu tháng 7 năm 2022. Các trận mưa lớn kỷ lục đổ bộ vào tỉnh này, làm tràn hồ chứa, phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xá ở nhiều tỉnh, thành phố. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở Trịnh Châu, nơi lượng mưa hơn 600mm, tương đương gần như trung bình một năm. Trung Quốc hứng thảm họa kép đau đớn, đang khủng hoảng than thì lũ lụt ập đến làm mất luôn 60 mỏ. Reuters cho hay, cuộc khủng hoảng năng lượng hầu như hậu đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. Trong đó, nền kinh tế số 2 và nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Trung Quốc dự kiến chịu tác động đến hết năm nay. Nhiều công nhân sẽ bị thất nghiệp, nhiều công nhân ở hầm mỏ cũng vậy. Dự kiến sẽ có một số lượng lớn lên đến hàng triệu người Hoa lục tràn qua Việt Nam và Đài Loan để tìm kiếm công ăn việc làm, cũng như là để chạy trốn khỏi tình cảnh thiên tai, đói khổ tại Trung Quốc. Vì vậy, dù cho nhà nước Việt Nam chúng ta có đón nhận làn sóng di dân của Trung Quốc vì mưa bão, thảm cảnh, lũ lụt và thất nghiệp hay không, thì mỗi người dân chúng ta cũng nên đồng hành và chung tay góp phần đẩy lùi việc người Trung Quốc vượt biên sang đất nước Việt Nam chúng ta, vì rằng là không phải phân biệt chủng tộc hay gì đó. Chúng tôi không có ý định gieo rắc những điều đó vào quý khán thính giả, nhưng rõ ràng rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia bị đáng ghét nhất thế giới, và Việt Nam chúng ta cũng được xem như là đã và đang rất căm thù Trung Quốc. Vì tại sao ạ? Tại vì Trung Quốc luôn có ý định xâm chiếm đất nước Việt Nam chúng ta, tại vì người Trung Quốc qua Việt Nam gây ra những thảm cảnh tị nạn xã hội, tội phạm, buôn bán ma túy, rồi thì tình báo Hoa Nam Trung Quốc thử hỏi rằng tại sao chúng tôi có thể đón những làn sóng người di dân Trung Quốc vượt biên trái phép vào đất nước chúng tôi cho được. Quý khán thính giả và các bạn có đồng tình với ý kiến của chúng tôi không ạ? Tình cực nóng, khi làn sóng di dân Trung Quốc đã chật như nêm cối ở những tỉnh thành biên giới phía Bắc Việt Nam ta. Trong 7 tỉnh biên giới phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh là nơi phức tạp nhất vì lượng di dân Trung Quốc đến đây quá đông. Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rất thuận tiện cho việc di dân Trung Quốc xâm nhập bởi nó là cửa khẩu duy nhất có đường biển giáp với Việt Nam. 6 tỉnh thành khác của Việt Nam chỉ có tỉnh Lào Cai và Cao Bằng là có đường sông giáp với Trung Quốc, nhưng họ khó có thể làm nên những chuyến vượt biên qua sông. Khác hẳn với thời gian năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã tăng cường quân đội đến biên giới nhiều hơn gấp 3 lần để ngăn chặn là người di dân Trung Quốc trực chờ Việt Nam mở cửa biên giới là sẽ tràn vào Việt Nam như nước vỡ bờ. Tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, di dân Trung Quốc đi đường bộ chen lấn, không thể chen chân di chuyển được. Bởi vậy, họ đã đến đây bằng cách đi theo đường biển. Việt Nam và Trung Quốc cách nhau chỉ một làn ranh giới nhỏ. Tuy nhiên, tàu bè Việt Nam đông như kiến đã dàn hàng ngang xua đuổi những con tàu gỗ của Trung Quốc chở người xâm phạm hải phận, buộc họ phải quay vào trong đất liền đến thành phố Đông Hưng. Bên này là thành phố Móng Cái của Việt Nam ta. Tại Lào Cai, con sông mà người Trung Quốc gọi là sông Nam Khê chính là nơi di dân Trung Quốc tập trung đông như kiến. Đứng từ bên này bờ sông Việt Nam có thể nhìn thấy đoàn người di dân Trung Quốc đông như kiến bên kia bờ sông. Tàu bè Việt Nam đã dàn hàng ngang suốt nhiều ngày đêm, không cho bất cứ con tàu bè nào của dân Trung Quốc vượt qua sông. Nhiều tiếng súng nổ trong đêm của quân đội Việt Nam truy đuổi những di dân Trung Quốc cố tình dùng tàu bè vượt qua biên giới Việt Nam trên bờ. Lính biên phòng Việt Nam được tăng cường lên đến hàng chục ngàn quân, quyết bắt những người Trung Quốc đã qua sông, chở họ bằng tàu sang đến đất Trung Quốc tại Cao Bằng. Ở khu vực cửa khẩu Tà Lùng, lính biên giới Việt Nam phải chặt đứt cây cầu che nổi bập bình, cách cửa khẩu 2 km. Đây là cây cầu mà dân Trung Quốc đã làm cho những kẻ buôn lậu vác hàng cấm qua sông để trốn thuế. Khi cây cầu này bị chặt đứt, dân Trung Quốc ùn tắc bên sông giống như đội quân Nguyên tràn vào Việt Nam qua sông Bạch Đằng vào năm 1938. Phía Việt Nam cũng có chỉ thị mới nghiêm cấm nhận hối lộ cho di dân Trung Quốc vào Việt Nam. Người chiến sĩ nào nhận hối lộ, mức án sẽ tăng cao có thể lên đến hình phạt cao nhất trên cả tội trung thân vì tội hoạt động gián điệp. Những chuyện này đã xảy ra bởi những mùa mưa năm trước, khi một số di dân Trung Quốc hối lộ cán bộ, chiến sĩ biên phòng tràn vào Việt Nam. Không hẳn những di dân này là những di dân ở hạ nguồn đập Tam Hiệp, họ có thể là gián điệp và tội phạm do phía Trung Quốc cài cắm ở Việt Nam, phá hoại nền an ninh quốc gia. Được biết, trước đó phía nhà nước Campuchia đã nhận 600.000 di dân Trung Quốc đến đảo Con Cuông. Thủ tướng Hun Sen Campuchia đã kêu gào Việt Nam phải nhận ít nhất là 4 triệu di dân Trung Quốc để trả ơn Trung Quốc những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước Trung Quốc đã giúp người Việt Nam ta. Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có cuộc điện đàm với đồng cấp của Việt Nam, đề nghị Việt Nam nhận 4 triệu di dân Trung Quốc. Trong một sự kiện có liên quan đến di dân Trung Quốc vào đêm hôm qua, quân đội Việt Nam đã vây bắt được 243 di dân Trung Quốc ở đèo Khao Chiểng,
tỉnh Cao Bằng. Không biết bằng cách nào đó, số di dân này đã vượt qua được tuyến phòng ngự của lính biên phòng Việt Nam, vào sâu đến đồi Khao Chiểng. Đây là gọi đồi lịch sử nổi tiếng từ năm 1979, khi quân Trung Quốc xâm lược đã diễn ra cuộc quyết chiến của quân đội Việt Nam. Nó cách cửa khẩu Tà Lùng 10 km, 243 di dân Trung Quốc này đã đi bộ từ biên giới vào Việt Nam. Họ tính len lỏi theo đường rừng núi vào thành phố Cao Bằng và từ đó sẽ đi Hà Nội. Nguồn tin trên không tiết lộ đường núi là đường nào và chính xác ở đâu, cũng như không cung cấp thêm về thông tin của những di dân này. Tuy nhiên, qua những sự việc trên chúng ta cũng cần phải lên tiếng và cảnh báo rằng sự việc di dân Trung Quốc vào Việt Nam là một trong những vấn đề báo động và người dân chúng ta cần đề cao cảnh giác. Chúng tôi không hề mong muốn những người Trung Quốc vào Việt Nam. Việt Nam chúng ta có thể sẽ hỗ trợ Trung Quốc về thiên tai, thảm họa lũ lụt bằng một cách nào đó như gạo hay tiền. Nhưng việc đón người Trung Quốc di dân vào Việt Nam là một trong những vấn đề cần phải cân nhắc cẩn thận, cẩn trọng. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!